Nhóm nghiên cứu của doanh nghiệp khoa học công nghệ BiTech quận 10 thành phố Hồ Chí Minh vừa nghiên cứu thiết kế chế tạo thành công sản phẩm robot thay thế con người làm việc trong môi trường nguy hiểm độc hại. Sản phẩm robot đã được ứng dụng tại bệnh viện tỉnh Kiên Giang. Kỹ sư Phan Trí Dũng đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, robot có kích thước dài 1,4 m, ngang 1 m, cao 0,6 m, trọng lượng 180 kg, Nguồn điện là pin ion lithium 26V trên 200Ah, có khả năng mang tải trọng đến 150kg. Robot được thiết kế để thực hiện việc xử lý rác thải y tế, khử khuẩn ô nhiễm. Sản phẩm robot này chỉ phải nhập ngoại các vật tư, linh kiện như bánh xích robot, pin lithium, sensor, cảm biến. Phần nhập ngoại chỉ chiếm 20% giá thành robot. Nhóm nghiên cứu của BITEC đã tự thiết kế và sản xuất các chi tiết như mô đun điều khiển, thiết bị thu và phát điều khiển, qua mạng và vô tuyến trực tiếp, cánh tay công tác của robot. Kỹ sư Phan Trí Dũng cho biết, sản phẩm robot này có chất lượng hoạt động gần như tương đương nhưng giá chỉ bằng 30% so với hàng nhập của châu Âu. Một ưu điểm nữa là có nhóm nghiên cứu sẵn sàng thiết kế chế tạo theo đơn đặt hàng, sửa chữa bảo hành nhanh chóng và chi phí thấp. Sau Bệnh viện Kiên Giang, doanh nghiệp Bitech sẽ cung cấp tiếp sản phẩm robot này ứng dụng trong việc xử lý rác thải của các bệnh viện và khu xử lý rác thải dân sinh của một số tỉnh ở khu vực phía Nam.